Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Ukraine muốn Patriot và Stinger của Mỹ kéo Nga vào cuộc chơi Ukraine muốn có tên lửa phòng không Patriot và Stinger của Mỹ là động thái nhằm vào không quân Nga bởi lực lượng dân quân Donbass không có máy bay chiến đấu. Kênh truyền hình Mỹ trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong khuôn khổ đề xuất gói viện trợ quân sự, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống phòng không tầm xa cơ động MIM-104 Patriot. Các quan chức Ukraine cũng đang yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp các hệ thống phòng không, ví dụ như tên lửa đất đối không Patriot, trên kênh truyền hình này cho biết trong một bản tin. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby lưu ý rằng quân đội Ukraine sẽ nhận được một lô vũ khí nhỏ và đạn dược, phần cuối cùng của viện trợ quân sự với số tiền 60 triệu USD được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt trong năm nay. Trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và thiết bị, bao gồm cả xe thiết giáp, tàu tuần tra và cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Trước đó, có thông tin cho biết chính quyền Cave đã yêu cầu Washington cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai cơ động Stinger, nên việc Ukraine yêu cầu thêm Patriot là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thông tin này được CNN đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết Kiev đã cử một nửa quân số của lực lượng vũ trang Ukraine tới Donbass. Moscow cũng bày tỏ sự lo ngại về việc di chuyển thiết bị quân sự từ nước NATO tới biên giới Nga và sự gia tăng số lượng chuyên gia, huấn luyện viên quân sự phương Tây tới miền đông Ukraine. Cùng với đó là việc cung cấp vũ khí để sử dụng ở Donbass. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Leonkov lưu ý rằng việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine sẽ là bằng chứng rõ ràng về việc quân đội nước này chuẩn bị lôi kéo lực lượng vũ trang Nga vào cuộc đối đầu trực tiếp. Ông đặt ra câu hỏi, quân đội Ukraine họ sẽ chiến đấu với Stinger ở miền đông với ai trong bối cảnh các nước Cộng hòa ở Donbass không có lực lượng không quân? Vị chuyên gia tự trả lời rằng, kẻ thù duy nhất của Kiev trong trường hợp này là Moscow, nhưng Nga không bao giờ là người đầu tiên tấn công, mặc dù đang bị đẩy vào rất nhiều hành động khiêu khích. Còn tiến sĩ khoa học quân sự Sivkov chia sẻ quan điểm rằng, có hai lý do khiến xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng phát. Một, Nga có thể xung đột quân sự với Ukraine nếu xảy ra một cuộc tấn công quy mô của Kiev nhằm vào các nước Cộng hòa Donbass, nơi công dân Liên bang Nga sinh sống. Và thứ hai, Nga có thể xung đột quân sự với Ukraine nếu chính quyền Kiev phong tỏa Prinesh nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng quân và cuối cùng như thường lệ nếu quý vị và các bạn thấy hay hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại